chấp 644 tiên võ đế tôn. Hồng trần hai hàng lệ trải dài, ánh mắt thì vẫn cứ nhìn chằm chằm về phía Lâm Thi Họa. Ngài làm gì thế? Lâm Thi Họa trong giây lát hất bàn tay của Hồng Trần ra, đồng thời lùi về phía sau. Hồng Trần, Sở Linh Ngọc cuống quýt xuất thủ, cản lại Hồng Trần, thân sắc của nàng có chút xấu hổ, cô nương người ta dung mạo xinh đẹp, nhưng cũng không thể tiện tay sờ loạn à. Huống chi còn có nàng ta là nương tử đứng bên người. Tiểu hữu đừng trách, phu quân của ta thần trí không tỉnh táo, không phải cố tình đâu. Sở Linh Ngọc xấu hổ cười một tiếng, biểu đạt áy náy, liền cuống quýt kéo lấy Hồng Trần rời đi. Diệp Thần sợ Lâm Thi Họa không vui liền lên tiếng an ủi, đúng thế, muội đừng để trong lòng. Lâm Thi Họa biểu cảm không sao lên tiếng, sư huynh nói gì thế, Thi Họa đâu phải người nhỏ mọn chứ. Mà nhìn về phía Hồng Trần thì đang bị Sở Linh Ngọc kéo đi, trước khi đi Sở Linh Ngọc còn không quên nói lời tạm biệt, vậy bọn ta đi trước đây. Đi đường vất vả, muội chắc cũng đã mệt, quay về nghỉ ngơi đi. Diệp Thần vỗ vỗ vai ngọc của Lâm Thi Họa thúc giục nàng mau đi nghỉ ngơi, được, nhìn xem bóng lưng Diệp Thần rời đi, Lâm Thi Họa nở một nụ cười xinh đẹp. Đôi mắt đẹp nhu tình như nước, Hồng Trần cùng với Diệp Thần giống nhau như đúc, nếu trước đó người sờ nàng là Diệp Thần, nàng tin tưởng nàng khi đó sẽ không cố tình trốn thoát. Bất quá nói đến Hồng Trần, nhìn về phương hướng phía Sở Linh Ngọc rời đi, nàng không hiểu gãi đầu một cái. Trên người vị Hồng Trần tiền bối đó, có một loại cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Ở bên này, Diệp Thần đã đi lên Ngọc Nữ Phong, nhưng trong mắt hắn lại là lóe lên một ánh mắt mịt mờ bất định. Một màn lúc trước, hắn là người ngoài cuộc, xem rất là rõ ràng, hắn rõ ràng thấy được trong mắt Hồng Trần nước mắt tràn ngập, việc này để cho hắn nghi hoặc không thôi. Tại sao khi Hồng Trần nhìn thấy Lâm sư muội lại rơi lệ, bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì? Trong khi đang suy nghĩ lan man về vấn đề của Hồng Trần, thì bị một thanh âm líu díu cắt ngang, he he, xem ra chúng ta sắp được uống rượu mừng rồi. Diệp Thần di chuyển ánh mắt nhìn về phương hướng phát ra âm thanh thì thấy đám người Thượng Quan Ngọc Nhi, Lạc Hy, Sở Linh Nhi cùng Bích Du đang cùng nhau líu díu trước tại bàn Ngọc Thạch. Diệp Thần đi tới, mỉm cười nhìn chúng nữ hỏi, có chuyện gì mà vui thế? Đương nhiên là chuyện tốt, Thượng Quan Ngọc Nhi hì hì cười một tiếng, như tiểu tinh linh nhảy tới trước người Diệp Thần, đem một tấm thiệp mời màu đỏ nhét vào trong ngực Diệp Thần, Lăng Tiêu và Tiêu Xương sắp thành thân rồi. Bọn họ nên thành thân lâu rồi. Diệp Thần cười một tiếng, nhớ tới ngày trước, Lăng Tiêu cùng Tiêu Tương có thể tu thành chính quả, hắn cũng là có công lao. Hắn đang nghĩ ngợi lung tung thì bị Thượng Quan Ngọc Nhi không ngừng nhét thiệp mời vào trong ngực Diệp Thần. Nè, đây là thiệp mời của Hùng Nhị và Đường Như Huyên, đây là thiệp mời của Trần Vinh Vân và Hạo Thiên Thi Vũ, đây là thiệp mời của Ly Trương và Hạo Thiên Thi Tuyết, đây là thiệp mời của Vĩ Văn Trác và Đông Phương Ngọc Yên, đây là thiệp mời của Triệu Tử Vân và Nam Cung Tử Nguyệt. Đây là thiệp mời của Tử Yên và Lý Tinh Hồn, đây là thiệp mời của Thanh Vân và Lăng Hạo, đây là thiệp mời của Liễu Dật và Nam Cung Nguyệt. Nhìn đống thiệp mời trước mặt, biểu cảm của Diệp Thần có chút sững lại, bọn họ đây là thương lượng xong hết rồi à? Diệp Thần còn đang choáng váng bởi đống thiệp mời trước mặt thì có một thanh âm từ đằng sau vang lên, "Dô, mọi người đều ở đây à?" Mà thanh âm này không phải của ai khác chính là Đạo Thân Tinh Thần. Nhìn thấy khá là đông đủ đám người thân cận của mình, Đạo Thân Tinh Thần khá là vui vẻ, vừa hay cũng bớt cho hắn đi khắp nơi tìm người để đưa thiệp mời. Đạo Thân Tinh Thần tâm trạng cực kỳ vui vẻ, y lấy ra một đống thiệp mời để trước ngực. Sau đó hứng khởi lần lượt đưa ra từng tấm thiệp mời, hôn lễ của ta và Tinh Nhi. Mọi người nhất định phải tới tham gia đó nha. Diệp Thần nhìn trong tay mình có thêm một tấm thiệp mời, trên mặt biểu lộ một vẻ mặt miễn cưỡng. Hắn biết ngày này kiểu gì cũng tới, nhưng không nghĩ đám này thi nhau đưa thiệp mời cưới vào cùng một đợt. Bỗng Thượng Quan Ngọc Nhi ơ lên một tiếng, thành thân ở phàm nhân giới sao? Cả Thượng Quan Ngọc Nhi cùng với Diệp Thần ngạc nhiên nhìn về phía Đạo Thân Tinh Thần. Đạo Thân Tinh Thần vừa cười vừa gãi đầu giải thích, đúng vậy, ta và Tinh Nhi quyết định quay ẩn ở phàm nhân giới. Chán ghét tu sĩ giới rồi à? Diệp Thần cười cười nhìn Đạo Thân Tinh Thần. Đạo Thân Tinh Thần hít sâu một hơi, nụ cười mang theo một chút mỏi mệt, đúng thế, ta cũng chỉ chuẩn bị mười mấy chiếc thiệp mời, chỉ mời người thân cận tới tham gia. Ta và Tinh Nhi sau này định làm một cặp phu thê bình thường ở phàm nhân giới, sống cuộc sống bình yên. Diệp Thần vỗ vai Đạo Thân cười nói, sự lựa chọn của ngươi, ta sẽ không can thiệp. Đa tạ lão đại, Đạo Thân Tinh Thần cung kính thi lễ một cái, vẻ mặt toát lên một sự cảm kích cùng hạnh phúc. Sau đó y xoay người rời đi, rời khỏi Hằng Nhạc Tông. Nhìn bóng lưng của Đạo Thân Tinh Thần dần đi xa, Diệp Thần cũng rất là mừng cho hắn, một đoạn hôn duyên bình dị ấm áp, chắc rất tuyệt vời. Diệp Thiên không biết vì cái gì, ngay tại thời khắc Đạo Thân Tinh Thần nói ra cuộc sống bình thường ở phàm nhân giới, thì hắn cũng có chút hướng tới. Diệp Thần, chàng định bao giờ lấy bọn ta? Là khi nắm lấy bàn tay Diệp Thần, nhô lên cái đầu nhỏ, một đôi mắt to linh, chớp chớp nhìn xem Diệp Thần, hy vọng Diệp Thần có thể cho nàng một cái đáp án xác định. Cái đó, ta đi xem Huyên Nhi trước đã, Diệp Thần ho khan một tiếng, liền quay người rời đi.
Sau khi Diệp Thần đi, đám người Sở Linh Nhi có chút xấu hổ bởi không phải ai cũng giống như Lạc Hy hồn nhiên ngây thơ như vậy. Nói thành thân trở thành người cùng một nhà, dù sao phận nữ nhi bọn họ cũng nên phải có chút rụt rè. Thế nhưng nói đến thành thân, chúng nữ trong một cái chớp mắt có chút như vậy hoảng hốt, trên gương mặt của các nàng còn treo đầy sự nhu tình của nữ tử. Bởi trong nhân sinh của các nàng có một nhân vật vô cùng trọng yếu, đó cũng không phải là khách qua đường, mà là từng đoạn nhân duyên, để các nàng lúc nào cũng ngày nhớ đêm mong. Ở bên này, Diệp Thần đã đi xa, biểu cảm đùa cợt hài hước chậm rãi tán đi, khóe miệng im lặng tràn ra tiên huyết. Trước đây không lâu, hắn lại một lần nữa gặp phải thiên khiển, đánh tới rất là hung mãnh. May mà không lộ sự khác thường ở trước mặt bọn họ, trời phạt cũng quá đột ngột quá. Hắn của hiện nay là người bị trời phạt, hắn sao có thể liên lụy các nàng. Chỉ trong chốc lát, hắn đã đi tới động phủ bế quan của Sở Huyên. Vừa mới tới nơi, hai con ngươi của hắn liền nhắm lại thoáng một cái, ánh mắt hắn tập trung vào đạo thạch môn bị đóng kín kia. Động phủ này chuyên vì bế quan sử dụng, bế quan lúc lại dùng cửa đá phong bế cửa hang. Nhưng lần này phong bế động phủ cửa đá, trên đó lại là khắc đầy cổ lão văn lộ, mịt mờ để hắn sợ hãi thán phục. Hửm, trận pháp thật huyền diệu, Diệp Thần thì thào một tiếng, dù hắn đã dùng tới tiên luân nhãn, nhưng cũng không thể nào khám phá được huyền cơ của đám cổ lão văn lộ này. Nhất định là bí trận thượng cổ, sư phụ từ đâu tìm được bí trận thượng cổ như này, cấp bậc của nó còn cao hơn cổ tam thông. Diệp Thần, chàng có chuyện gì sao? Từ trong động phủ truyền ra thanh âm của nữ tử, yêu mỹ dễ nghe như tiếng trời của Sở Huyên. Diệp Thần cười một tiếng, thật ra cũng không có chuyện gì lớn cả, chỉ là sắp tới ở đại sở có không ít chuyện vui, ta muốn dẫn nàng cùng đi uống rượu mừng. Kia thật là tiếc nuối, trong động phủ truyền ra tiếng cười khẽ cùng thanh âm của Sở Huyên, ta cần một khoảng thời gian nữa mới có thể xuất quan được, ta sợ rằng không kịp tiệc vui của bọn họ rồi. Nếu đã như vậy, nàng cứ yên tâm bế quan đi, ừ, thay ta chúc phúc bọn họ, tuân lệnh. Diệp Thần cười cười, quay người rời đi, đi ra được mấy bước, hắn cũng không quên quay đầu nhìn về phía động phủ một cái, hình như có chỗ nào đó không đúng lắm. Rốt cuộc không đúng ở đâu, mình đừng nên nghi thần nghi quỷ nữa. Và hôm sau, không chờ ánh nắng sáng sớm rải đầy đại địa, sự trầm tĩnh của Hằng Nhạc Tông liền bị tiếng pháo hỉ đánh vỡ. Hôm nay, chính là ngày đại hỉ của Hùng Nhị cùng với Đường Như Huyên. Đây là một trong những ngày vui đầu tiên sau đợt đại sở thống nhất. Ngay lối cửa vào của Sơn Phong, Hùng Nhị đang không ngừng nghỉ chào đón khách mời, nào, mời các vị vào trong. Hai, một cây bắp cải ngon như thế, sao lại để con lợn như ngươi ăn chứ? Tạ Vân đi tới, vẻ mặt trêu đùa thằng bạn chí cốt lâu năm. Nhận thấy người đến trêu đùa mình là thằng bạn khốn kiếp, Hùng Nhị đại phản kích, để qua mừng lại, ngươi có thể biến. Thế rồi hai người một màn khẩu chiến lại bắt đầu diễn ra. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây, mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Nền tảng này hoặc đỗ nết nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.